Dạ, xin mến chào cô chú anh chị em mình ha. Dạ, hôm nay cũng tới cử phân rồi cả nha. Thì cái cử này thì em cũng mới mua phân về thì quay để anh em mình xem ha. Tại vì nhiều cái clip trước thì em quay em chia sẻ thì không có thời gian để quay trực tiếp một số ngâm phân thì cho cả nhà mình xem. Thì nay sẵn em ngâm nè, đây là DB nè cả nhà. Ha, DB màu dứa ha, lá nó như lá dứa nè, nó hơi xanh xanh này ha. Mình mới mua 1 ký là 25 ngàn nè cả nhà. Đây phân tím ha, đây phân thuốc bịch phân tím nè, bịch phân tím luôn, đây phân tím nè cả nhà. Phân tím đây là nhà thấy để chữ phân tím ha, 15 năm 20. Cái này cũng có hai loại cả nhà. Cái lỗ tai bự cũng được mà lỗ tai nhỏ cũng được ha. Lấy hôm qua cũng mua chở lên không ấy ha. Thường là tưới cái lỗ tai bự, mà lỗ tai này thì tưới cũng 1-2 cử thì cũng tưới luôn cũng được cả nha. 15 năm 20 ha, NBK 15 năm 20. Thì pha như thế nào? Thì nay ha, nay em tưới lên hôm trước là tưới 450g cho 1 phi 200 lít nước đó cả nhà. Nay thì em giật lại cả nhà, chỉ còn hơn 350g thôi cho 1 phi 200 lít nước ha. Tại thời điểm này cái cây của em nó cũng đã đủ tàn rồi nha, đủ tàn thì em muốn cho nó giảm lại, nó không đi tược. Giảm lại nó không đi tược mà nó giúp cái để nó giúp cái xương cành lớn nè, cái nụ nó mau lớn ha. Thì em giảm lại cũng như là kìm lại, không có cho nó giọt đọt nữa nha, không có đi tược nữa mà bây giờ mình chỉ nuôi xương mập nữa nha, xương cành mập. Thứ hai nữa là mình nuôi cái nụ nó lên lực và nụ nó mau lớn nha. Đó thì DB này mình không có ngâm chung được cả nha, mình DB này mình ngâm riêng. Thì cái pha như thế nào, thì ở đây em tỷ lệ nó là khoảng 2.5-7.5, có nghĩa là phân tím này nè, phân tím này là 750g thì cái DB này 250g thì cộng lại là khoảng 1 ký vậy đó. Để nhà mình chia ra để mình tưới ha, hoặc là 1 ký này thì nó đưa ra khoảng 250g đến 300g trở lại thôi, tại DB nó cũng dằn, hàm lượng lân nó khá là cao. DB đây là hàm lượng 18-46-0 ha, 18 đạm, 46 là lân, còn là không là không có kali. Thì mình kết hợp với ở đây kali cao nữa nha, để mình tưới vô luôn, hai loại mình tưới luôn cho cây mai của mình nó sẽ tạo nụ ha. Phối hợp như vậy thì cây mai nó sẽ mau lên xương cành như thế nha. Nè, ngâm nè nha, ngâm ha, ngâm rồi. Ví dụ như cả nhà mình tưới khoảng 100 lít nước thì mình chia ra để mình tưới pha nước ở đây. Ví dụ như cả nhà mình pha khoảng 3 ca nhỏ hoặc là 4 ca 5 ca gì đó, mình chia ra cho nó phù hợp cho 100 lít nước. Nên mình tưới quen rồi thì mình cũng pha chung với nhau vậy đó cả nhà, tổng hợp pha chung rồi mình lường ra để mình tưới riêng. Thì tưới phân lúc nào cũng cộng thêm là dưỡng rễ nha cả nhà. Ở đây thì thời gian này thì em tưới qua N3M cũng được rồi cả nhà. N3M cả nhà có N3M, tưới N3M có Google thì mình sẽ tưới Google. Đây tại mỗi lần mình mua là một thùng cả nhà. Thùng này cũng 44 hộp như vậy nha. Nên mình tưới nhiều ha, còn anh em có ít thì mình tưới mẫu mua 1 hộp 2 hộp gì đó để mình tưới. Thì một hộp như vậy thì mình pha 200 lít nước trở lại ha cả nhà, 200 lít nước trở lại ha. Có thể ví dụ như cả nhà mình muốn kích rễ thêm mình tưới khoảng 150 lít nước thôi, không tới 200 lít nước, để mình những cái cây mà nó bộ rễ nó chưa phát triển mạnh đó mình sẽ tưới ha, tưới tăng cái lượng dưỡng rễ lên. Tại vì ở đây thì theo những kinh nghiệm đó cả nhà, những cái cây mai của mình trong cái thời điểm mà cả nhà mình muốn nó đi tược nhiều
thì phải cân bằng. Ví dụ như mình tưới dưới gốc, hàm lượng nó có thể mình chích thêm, hoặc là xịt trên lá thì có thể mình sẽ dưỡng, hoặc là mình giúp nó giọt đọt đều. Giọt đọt đều thì anh em mình phải cân bằng từ cái cành lá, và thứ hai nữa là cái bộ rễ, hai cái nó phải phối hợp đều. Thì cái bộ rễ nó ra nhiều thì cái đọt cái tên nó mới ra nhiều, và nó nuôi cân xứng, cân xứng với cái tàn. Vậy nhiều anh em mình nhiều khi tưới, tại sao nói cái cây không có đi đọt đều, thì tại vì anh em mình thứ nhất là cái khâu chất trồng, thứ hai nữa là cái cách tưới, và thứ ba nữa là cái dưỡng rễ ha. Anh em mình tưới nhiều khi nó không có đúng cách thôi nha, không đúng cách thì bộ rễ nó cũng không ra nhiều. Thời gian đầu anh em mình tưới là nó tạo bộ rễ rồi, trước khi ghép ra cũng đã có rễ rồi, thì lá ít thì rễ ít, khi mà lá nhiều thì bắt buộc nó phải bộ rễ nó nhiều, nó cần phối hợp để anh em mình làm ha, làm sao cho nó cân đối từ bộ rễ tới chân cành, thì cây mai của mình nó mới đi được đều ha. Đây cái con này, cái con hôm trước có một đợt mình xịt mưa nhiều đó nha, cũng có số bọ trĩ ha, nhưng thời gian này thì em cũng giãn ra rồi, không có chăm sóc kỹ những cái cây cuối cùng này nữa. Cái cây này thì mình xịt antacon cho nó xanh dày lên là được rồi cả nha, xanh dày lên ha. Antacon mình xịt tăng liều lượng lên, ví dụ như trước thì mình pha một bịch 100g cho 30 lít nước, thì nay mình xịt khoảng 25 ha, cho cái bộ lá nó dày lên, dày lên nó đứng tược, thì hạn chế cái đi tược nữa nha nha. Cái đi tược nhiều quá thì những cái cây khung tàn lớn thì nụ nó sẽ không có rám vàng sau khi qua tháng 11, tháng 12. Nếu như cây lớn mà nụ nó còn xanh quá nhiều đó cả nha, ví dụ từ 1,5 m tới lên đi, thì nếu mà cái nụ nó không có rám vàng sau khi mà vào bước vào tháng 12 chuẩn bị lãi lá, thì cả nhà mình thấy những cái số nụ đó mình lãi lá ra nó không có được đều ha, bung nó không được đều, hoặc là màu sắc bông nó không được đậm ha, nó nở không được đẹp ha. Như vậy thì mỗi vườn thì đều có một cái cách riêng để anh em mình tham khảo. Thì riêng vườn em thì em làm những cái cây, ví dụ như những cái cây cao lớn thì em cần những cái phơm tàn, những cái dàn nụ, dàn cành, thì cho nó nụ nó chắc đẹp. Thì em hiện tại bây giờ thì em sẽ tiếp bắt đầu làm hiện tại bây giờ nha, từ đây đến cuối tháng hoặc đầu tháng 9, chứ qua giữa tháng 9 hoặc cuối tháng 9 thì mình làm không có kịp ha. Nên nhiều khi anh em, một số anh em mình để cho nó đi tược hoài, ví dụ những cây bonsai gọn ít cành thì có thể thời gian nó tạo nụ sẽ nhanh hơn, còn những cái cây mà nó tàn nó đã lớn rồi mà anh em mình làm không có tạo nụ sớm á, thì nó sẽ cho ra những cái bông nụ sau này thì nó ít, không có chùm nè, với lại nó sẽ ít nụ nữa cả nha, hoặc là màu sắc bông nó không có được đậm nữa. Nên thời gian này thì mình sẽ làm và tạo ha. Xem lại, càng nhìn càng quá trời bồ đề nữa cả nha. Ngắm lâu lâu tới lui ngắm nó đã lắm nha. Cái này khoảng 50 hoành nha, 50-52 trở lại nha. Cái dách này, này này em vô chậu cũng lớn, chậu 7,5 nè, mà ép cứng luôn nha. Cái đầu rễ này ra nó muốn đụng luôn, hay rễ nhỏ thì mình chèn vô được á. Rồi quay lại ha, quay lại thì cho cả nhà mình xem. Đây nhà thấy những cái nút nụ cái cây này nó ra tới ngoài rồi cả nha, lúc mình bấm nó đã đứng luôn. Bây giờ mình không có bấm sâu nữa nha, chỉ bấm những cái tược những cái cây nào đi non mình bấm thôi, chứ không có bấm sâu như vào tháng 4, tháng 5 mà hôm trước mình bấm sâu để cho nó ra cành nhiều đó cả nha, nó ra chèo nhiều. Thì qua tháng này rồi mình không có bấm ha, không bấm sâu nữa, bấm sâu vô là thấy nó đứng tược rồi cả nha. Ví dụ như cái nhánh này đi, bấm sâu vô đứng tược, nó đã tạo nụ đây, tạo nụ ra tới ngoài luôn cả nhà thấy nè. Thì vậy thì tháng vào tháng thời điểm này thì không có bấm sâu nữa ha.
nụ những cái cây thủ đức á nha. Cây thủ đức mình được từ năm mùa trở lên, nhìn thấy cái vàng nụ nữa cả nha. Nó rất là chắc khỏe, những cái chân nụ nó rất là lực luôn nha. Thì đợt này, đợt trước mình dàn một cử DAB trồng 15 năm 20 37 thì giờ mình đợt này mình qua 15 năm 20 nha cả nhà. Xin lỗi ha. Rất nhanh, tạo rất là nhanh. Đây, cây này thì cũng đã lên chân nụ rồi cả nhà. Cây này tôi quý nha, cái thủ đức. Cây này hai mùa mấy thôi nha. Nhanh luôn cả nhà. Rất là mau. Thì hôm trước em nói nếu cả nhà mình tưới khoảng 10 bữa, 10 ngày là đã có hiệu quả rồi cả nhà. Tại vì cái hàm lượng DAB này thì hàm lượng lân nó làm cho cây mai của mình nó tạo nụ cũng rất là nhanh ha. Và kali thì xương xương cành nó cũng cứng nữa cả nhà. Thì cử này thì em vẫn tưới DAB nhưng mà đợt này thì mình cộng sẽ là cộng 15-20 nha cả nhà, chứ mình không có cộng 37 nữa. Chuyến rồi thì em cộng 37 ha. Quá nhanh cả nhà. Cây này cũng là thủ đức nữa nha. Thưa ha. Năm nay thì nụ nó cũng giải đều thôi đó nha, chứ không có nhặt chữ ha. Không có nhặt chữ. Mình cho nó đều là cây mai của mình nó. Có năm thì mình tưới cái loại phân 30-10-10 mà nó rất là nhặt cả nha. Nhặt nhiều quá thì nó nở cũng không hết. Nên sau này mình tưới chỉ 20-10-10. Không tưới 30-10 mà mình tưới 20-10-10 để nó cái mắt nụ nó thưa ra cho nó rải đều thôi, chứ không cần nó khít quá ha. Nhiều khi nó khít quá thì nó nở cho ra nó nhiều nụ quá thì nó nở cũng không có hết, mà nó nở không có được được lực đó cả nhà. Hôm nay những cái mắt nụ cả nhà thấy đó. Ví dụ 4-5 mắt lá thì có 2-3 mắt nụ là ok rồi cả nhà. Ra ngoài chú ý nó lực ha. Tới cử hôm trước tưới mưa, hôm nay không biết có bị mưa không cả nhà. Trời ngu quá mà. Tới nay cũng khoảng 13 ngày rồi. Nay 13 ngày rồi. Hôm nay mình tưới lại được hết nha. Thì mình tưới giãn ra 13 ngày 15 ngày mình tưới đi cả nhà. Tưới cầm chừng. Thì qua tháng 9 mình giãn ra nữa. Khoảng 20 ngày mình tưới là nhẹ thôi. Hoặc là mình tưới hữu cơ để giúp cho cái lá nó ấy thôi. Qua tháng đó nhiều khi bị thời tiết đó nha, nó dễ bị bung nở thì mình không có đi được cái phân hóa học, thì mình chỉ đi hữu cơ kìm thôi đó. Tại vì thời điểm nó đứng tược rồi mà cái nhà mình tưới thúc nữa thì nó không có đi tược, mà nó chỉ bung những cái nụ thôi, nó nở trái mùa đó. Thì tới đó thì cả nhà mình sẽ đón được em nói là đúng đó cả nhà. Đúng thì anh em mình sẽ hạn chế tưới cái lượng phân hóa học đi cho cây mai của mình nó sẽ tạo nụ nhanh hơn ha, mà nó không bị nở bậy. Đây nha, dữ sắc nha. Mưa mình xịt nó bị chảy ra nha, một số nó bị dữ sắc ha. Thấy hơi chói ha. Cây này cái dâm cành rất là đẹp luôn á.
Dạ rồi, thì cũng cảm ơn cả nhà mình cũng như theo dõi trong thời gian qua. Thì chúc cả nhà mình ngày mới thật nhiều sức khỏe, an lành đó cả nhà. Thì tới đây thì em sẽ quay để giao lưu cho cả nhà mình tiếp tục cả nhà một số cây lô mai ghép già mùa gốc nhớt nha cả nhà. Thì lên chậu xong ổn định thì mong của chú anh chị mình, những anh em mình có nhu cầu cần một cây mai để mình chơi Tết thì cô chú anh chị mình sẽ thấy ưng ý hợp lý, thì cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ vườn em ha. Vườn em thì cũng bán giá sỉ giá lẻ luôn nha cả nhà. Thì cô chú anh chị mình có xem qua bên kênh Mai Vàng 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 Đế đó cả nhà, thì cũng tạo cái kênh mới để cho nhân viên phục vụ cô chú anh chị mình tại chỗ ha, tại chỗ để quay cũng như là kết bạn Zalo, quay cây trực tiếp cho cả nhà mình xem để xem thực tế và xem rõ hơn cho cô chú anh chị mình lựa chọn nha cả nhà. Rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú anh chị mình một lần nữa nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha cả nhà.